Thưa quý vị và các bạn, vấn đề đất đai và chính sách pháp luật quản lý đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như của các địa phương. Nghị quyết số 19 ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại đã giúp nhiều địa phương quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả. Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết. Nhân dịp này, Đài phát thanh truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa 15 về một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện nghị quyết số 19 tại tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, trước tiên xin cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, trong quá trình tổng kết thực hiện nghị quyết 19 của Trung ương thì cho thấy nhiều tỉnh thành đã thực hiện khá thành công trong việc quản lý sử dụng đất lâm nghiệp, đất rừng gắn với quốc phòng an ninh. Đồng chí có thể chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh Yên Bái và những kết quả đạt được của tỉnh trong quá trình thực hiện nghị quyết 19 ạ? Là tỉnh có nguồn tài nguyên đất, tài nguyên rừng phong phú với diện tích rừng và đất lâm nghiệp lên đến hơn 520.000 ha, chiếm 75% diện tích tự nhiên, độ che phủ rừng lớn đạt trên 63%. Yên Bái luôn chú trọng tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp, từ việc quy hoạch, giao đất, giao rừng cho thuê rừng cho đến quản lý sử dụng, bảo vệ, phát triển rừng, kết hợp với tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất, mục đích sử dụng rừng, qua đó đã khai thác, phát huy tốt tiềm năng đất đai nói chung, đất lâm nghiệp, đất rừng nói riêng, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương. Thưa đồng chí, trong quá trình triển khai thực hiện thì bên cạnh những kết quả đạt được, Yên Bái gặp những cái khó khăn gì trong việc thực hiện nghị quyết 19 của Trung ương ạ? Thứ nhất là việc quản lý đất đai có nguồn gốc nông lâm trường còn nhiều tồn tại bất cập. Tình trạng cho mượn đất, xâm lấn, bao chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích còn khá phổ biến. Hiệu quả sử dụng đất nhiều nơi còn thấp. Việc sắp xếp, chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của các lâm trường, công ty lâm nghiệp còn nhiều khó khăn. Thứ hai là chính sách khoán bảo vệ rừng, cho thuê dịch vụ môi trường rừng còn bất cập, chưa thực sự khuyến khích người dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ rừng, phát triển kinh tế dưới tán rừng. Thứ ba là trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, kể cả các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng, thiết yếu vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do chính sách pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và một số pháp luật có liên quan còn nhiều bất cập, chồng chéo, thiếu đồng bộ như chính sách giao đất cho thuê đất, giao rừng cho thuê rừng, khoán bảo vệ rừng, cho thuê dịch vụ môi trường rừng, rồi quản lý sử dụng đất và tài sản trên đất của các công ty lâm nghiệp sau cổ phần hóa. Cùng với đó là công tác quản lý nhà nước về đất đai có nguồn gốc nông lâm trường thì cũng còn nhiều hạn chế và có nơi thì còn có biểu hiện yếu kém. Và cuối cùng là nguồn lực dành cho công tác quy hoạch, xây dựng và số hóa cơ sở dữ liệu, quản lý đất đai còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Vâng, thưa đồng chí, từ những nguyên nhân vừa phân tích thì đồng chí có đề xuất kiến nghị gì về chính sách quản lý đất đai trong thời gian tới ạ? Trước hết, cần phải sớm xem xét, sửa đổi bổ sung một số nội dung còn bất cập, chồng chéo của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong đó cần tăng cường phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm cho chính quyền địa phương trong quyết định các vấn đề về đất đai, lâm nghiệp. Ở thứ hai là cần sớm hoàn thiện hệ thống các quy hoạch có liên quan, nhất là các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp. Đồng thời khẩn trương xây dựng số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai. Thứ ba là điều chỉnh, bổ sung các quy định và cơ chế chính sách liên quan đến sắp xếp, chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của các công ty lâm nghiệp, các lâm trường
nhất là các quy định liên quan đến quản lý đất đai, tài sản trên đất, xử lý tài chính, nợ xấu, bao gồm cả việc có thể cho phá sản các lâm trường hoạt động yếu kém. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ.